Tập 13. Ê, tôi mang điện thoại đến cho cô rồi nè. Còn gì muốn nói nữa không? Ba tôi thiếu nợ rất nhiều tiền. Để lại 1.000 cho tôi rồi bỏ đi. Còn gì không? Ba mẹ tôi năm ngoái đã ly hôn. Mẹ tôi chê ba tôi cả đời không làm được trò trống gì, nên đã đi theo một ông chủ bán hải sản. Khi bỏ đi cũng không đưa tôi theo. Bà nói dù đưa tôi theo cũng không thể cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Ba tôi là tài xế, lái xe cho ông chủ. Ông ấy nói cả đời này tôi cũng không có số ngồi trên xe sang, có vậy thôi. Ông ấy còn nói tôi học không giỏi, có thể tìm được công việc nuôi sống bản thân là hay lắm rồi. Dù tôi thi đậu đại học thì cũng không có tiền cho tôi học. Tôi không muốn trở thành một người như ba, cũng không muốn trở thành một người giống mẹ. Tôi càng không muốn trở thành loại người mà chú nói. Vậy cô muốn trở thành người ra sao? Tôi muốn thành công. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền. Tôi nhất định phải có cuộc sống tốt đẹp mà họ nghĩ tôi không thể có, khiến họ hối hận khi đã bỏ rơi tôi. Tôi cần công việc này. Kêu tôi làm việc cũng được hết. Dọn nhà vệ sinh, làm chân sai giặt, làm việc cũng được hết. Cho ăn là được rồi. Đừng khóc. Khóc có ích gì chứ? Khóc có thể giải quyết vấn đề không? Ra ngoài đi. Thiệu Minh Triết, tôi chỉ có chú thôi, chú giúp tôi với. Nhà vệ sinh tầng dưới bị nghẹt, đi thông đi. Mau đi đi. Tôi đi ngay. Phải khuyên quý hạ sư tử này đừng có thấy con gái yếu ớt thì hóc hôn nam giới toàn thân bộc phát, có nghe thấy chưa? Nghe rồi. Đừng lấy người của mối tình sau làm công cụ chữa lành cho mối tình trước. Tình yêu không là thứ gì khác, anh đừng nghĩ tới nhận lấy mà không hy sinh. Đó là gì chứ? Đó không phải là tình yêu đâu. Cô bé này cũng biết nói lý lẽ đó chứ. Sao vậy? Bên ngoài nóng lắm à? Còn chuyện gì khác không? Đây là gì? Đây là quà tôi tặng chú.
Đây là quà gì chứ? Cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã cho cuộc đời tôi cơ hội thứ hai. Cảm ơn chú khiến tôi có hy vọng vào bản thân. Tô Mạch, là bạn gái anh đi. Sinh nhật ba anh. Vào nhà trước đi. Dạ. Chút nữa anh sẽ sửa mật mã cho em dễ nhớ. Dạ. Đã mở khóa, cứ lòng xuôi tay cầm. Dễ đoán quá. Tìm thứ gì đáng giá sao? Mật mã của anh vẫn như cũ. Nói vậy thì cô không chỉ thử một lần. Minh Triết, không cần giải thích. Không cần biết cô đến đây để làm gì. Giờ cô ra ngoài được rồi đó. Nếu cô đã lấy món gì thì để lại chỗ cũ giùm. Nếu không tôi báo cảnh sát. Nếu tôi thực sự báo cảnh sát thì thân phận con dâu cục trưởng của cô không dễ ăn dễ nói đâu. Anh có thể cho em cơ hội để giải thích không? Cần thiết sao? Chúng ta đều là người trưởng thành, phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Giải thích cũng vô ích thôi. Cô muốn tôi tha thứ, muốn trước khi kết hôn có thể có được sự chúc phúc và tha thứ từ bạn trai cũ, rồi thoải mái xà vào lòng chồng sắp cưới, đúng không?
Em không ma mạnh đến vậy. Chỉ là đối với em mà nói thì anh vẫn luôn rất quan trọng. Nếu cô nói lại câu này trước mặt chồng sắp cưới thì tôi sẽ tin cô. Trước mặt anh ấy em rất thẳng thắn, chẳng che giấu điều gì hết. Anh ấy biết trong lòng em có một người. 4 năm trước vì em tự ti mà rời xa người này, nhưng đó là sự lựa chọn ngu dốt nhất trong cuộc đời của em. Nếu cho em cơ hội làm lại nếu lần nữa nếu cho cô cơ hội một lần nữa, cho dù cho cô 10 cơ hội thì cô cũng sẽ chọn 10 con đường khác nhau mà thôi. Minh Triết, cho em thêm một cơ hội có được không? Em về rồi hả? À. Mấy giờ rồi? Khuya rồi. Anh ngủ tiếp đi. Nè. Sao vậy? Tài khoản của mình có bao nhiêu tiền? 56 vạn. Sao vậy? Lần này đầu tư có giúp Trường dự toán, nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền về lại. Nè, hai hôm nay không tiện. Thôi cứ về ngủ đi. Hôm nay không được tịnh tâm, đêm nay ngồi ở trong sân hóng mát, đột nhiên nhớ đến hồ sen mỗi ngày đi ngang dưới ánh sáng trăng tròn. Mặt trăng dần dần lên cao, tiếng cười của bọn trẻ ở ngoài phố bên ngoài vách tường đã không còn nghe thấy nữa. Giờ ở trong phòng, Dỗ Nhuận Nhi ngâm nga bài ca ru ngủ. Tôi lặng lẽ khoác áo lên người. Tối nay thật sự xin lỗi, chuyện không như mong muốn, đừng để trong lòng nha. Hôm khác anh sẽ mời em đi ăn chuộc lỗi. Vì chuyện này mà chuốc say bản thân.
Xin chào. Thời bào quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Xin cảm ơn. Tại sao cô ta biết mật mã nhà anh chứ? Miệng thì nói không yêu cô ta, thật ra trong lòng ngày nào cũng nghĩ tới cô ta, đúng vậy không? Không phải. Nói dối. Hài lòng chưa? Giấu đầu lòi đuôi đúng không? Rõ ràng trong lòng còn yêu cô ta, còn phải giả vờ không quan tâm. Anh trẻ con thiệt á. Sao cô biết tôi còn yêu cô ta chứ? Hả? Khi ở bên nhau thì trân trọng, chia tay rồi không liên lạc nữa. Chỉ có cô bé như cô mới thích kiểu tình cảm dây dưa mập mờ không rõ ràng mà thôi, hiểu chưa? Vậy sao anh không ngủ được? Đang nhớ cô ta hả? Không có. Chẳng lẽ đang nhớ tôi sao? Trời, cô đừng có ảo tưởng nữa. Trời trời, ê, tránh ra. Ê, nè. Hiểu coi. Ngày mai cô ghi âm thêm nữa đi. Khi ghi âm thì phải tập trung và đặt cảm xúc mình vào đó. Dạ, chủ nhân. Chủ nhân, anh càng lúc càng ỷ lại vào tôi. Có phải yêu tôi rồi không? Ui. À, mẹ hả? Con trai, con đã dậy chưa? Dạ rồi. À, mẹ nói con biết nè. Tự nhiên mẹ muốn đến Long Phượng Lâu, cho nên đã đặt bàn ở đó rồi. Hôm nay con đi ăn điểm tâm với mẹ nha. Nè, con nhớ dẫn Nhiễm Nhiễm đi cùng. Bây giờ sao? Ừ, vậy lát gặp nha. Ờ, dạ mẹ. Là tôi, mở cửa đi. Tìm tôi làm gì? Tất nhiên là có việc mới tìm, mở cửa. Ồ, hôm nay tôi khó chịu. Hôm khác anh hãy tới nha. Hay là anh đi về nhà đi. Được vậy? Vậy đi. Không nè. Vậy đâu. Tôi đếm tới ba, cô không vậy thì tôi ra tay đó nha. Một, hai, ba. Sao anh vào được vậy? Hôm qua cô uống say là tôi đưa cô về đó. Tiện thể cài vân tay của tôi vào khóa cửa của cô. Anh muốn làm gì vậy? Nè. Đây là cái gì? Trà bưởi mật ong để giải rượu, uống đi. Chút nữa cùng tôi đến Long Phượng Lâu ăn điểm tâm. Tiện thể gặp mẹ tôi. Cho cô 20 phút để đánh răng sửa soạn. Nè, phải thay quần áo. Đừng quá trang trọng, cũng không được quá tùy tiện.
Mẹ tôi thích con gái mặc đầm dài, nhưng nhớ đó, không được mang về cao gót. Sau khi cô dùng tấm bài ân xá thì phải thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi. Mau đi đi, tôi thay giúp cô nha. Ai cần anh thay chứ, tôi tự biết thay rồi. Mình đi bên này à? Đối phó với mẹ tôi chỉ cần nhớ một chiêu là đủ. Duy trì nụ cười, nói ít thôi, gật đầu nhiều. Mẹ tôi nói gì thì cũng đồng tình. Cô nhớ đó. Cuộc sống về đêm quán bar gì đó cô đều không biết. Làm phiền anh đó. Không phải là đó sai đâu. Anh có thấy chưa? Thôi, mới sáng sớm nghe nói mà muốn nhức đầu luôn á. Gặp phụ huynh thôi mà, tôi rành lắm. Mời hai chị vào trong. Chào mẹ. Chào dì. Nhiễm Nhiễm đến rồi sao? Được rồi được rồi, mau ngồi đi, qua đây. Dì. Ngồi đây nè con. Dì. Tiểu Triết nhà dì suốt ngày ở nhà lải nhải Nhiễm Nhiễm như vậy, Nhiễm Nhiễm như thế kia. Hôm nay dì mới được gặp con. Con đẹp hơn trên hình đó nha. Con cảm ơn dì. Thật ra thì con nên đến gặp dì sớm hơn, nhưng con nghe nói sức khỏe của dì không được tốt nên con không dám làm phiền. Dì à, Minh Triết cũng không nói con biết dì thích gì, vì vậy con mua theo ý mình, chuẩn bị món quà nhỏ này cho dì. Dì xem đi, con hy vọng là dì thích. Ôi, dì cảm ơn con nha. Nó đó, không hề biết dì thích cái gì đâu. Nhiễm Nhiễm, con đó, dì mời con đến ăn sáng uống trà thôi mà, sao lại tốn kém chi vậy? Cái gì đây? Ôi, tôi đã nói rồi mà, nên có đứa con gái, chuyện gì cũng chu đáo hết trơn à. Tặng quà cũng có lòng đến vậy. Nhiễm Nhiễm, món quà này của con dì thật sự thích lắm luôn đó. Dì à, dì thích là tốt rồi. Thích quá à, dì nhận nha. Dạ. Ý, ăn gì đi con. Dạ. Nè, để dì lấy món chua chua ngọt ngọt cho con ăn nha. Trời ơi, món con gái đều thích ăn là sứa đỏ. Ăn đi. Cảm ơn dì. À, Nhiễm Nhiễm à. Dạ. Con hẹn hò với Tiểu Trước nhà dì bao lâu rồi vậy hả? Dạ, cũng đã 4 năm rồi. 4 năm 4 tháng lẻ 7 ngày. Nói như thật vậy đó. Ồ, đã hẹn hò lâu như vậy rồi. Vậy con có nghĩ đến việc tiến thêm một bước nữa hay không? Có không hả con? Gì à? Con nghe thêm Minh Triết hết. Ồ, được, con nghe chưa? Nhiễm Nhiễm đã trả lời rồi, còn con thì sao hả? Con thì nghe theo mẹ. Được rồi, với mẹ càng nhanh thì càng tốt. Nhiễm Nhiễm, từ hôm nay trở đi chúng ta là người một nhà. Dì nói con nghe, con đừng có khách sáo. Muốn ăn gì, cần gì thì cứ nói với dì hết. Nếu cái thằng này mà dám ức hiếp con thì dì sẽ dạy dỗ nó một trận. Tiểu Triết, dậy đi, con chọn một ngày tốt, đưa Nhiễm Nhiễm về gặp ông. Mẹ nghĩ chắc là ông sẽ rất vui đó. Dạ. Được rồi, được rồi. Nè, ăn đi con. Nhiễm Nhiễm mà con ốm quá đi. Ăn nhiều vào. Dạ, được rồi dì. Nè nè, ăn đi. Ăn đi. Em ăn chơi gà đi. Ăn gì bổ nấy đó. Dì cũng ăn nhiều vào nha. Ăn hạnh nhân đi. Dạ. Anh ăn xong chưa? Tinh Tinh à, anh muốn Nhiễm Nhiễm về nhà sống một thời gian, em thấy sao? Để Nhiễm Nhiễm về đây sao anh?
Là con bé tự muốn về hả? Không phải. Anh thấy mấy năm vừa qua, dù sao anh cũng nợ nó. Thời gian này nó lại không khỏe, một mình bên ngoài không có ai chăm sóc hết. Không khỏe hả? Con bé bị sao vậy? Bệnh hay sao? Nó bị đau bao tử. Đau bao tử? Đúng là cần người chăm sóc thì. Ơ, bạn trai của con bé đâu? Em thấy tụi nó tình cảm lắm mà. Nhưng dù sao cũng chưa có kết hôn. Con gái mình để người ta chăm sóc, nếu đồn ra ngoài thì cả anh và em cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Thật ra Tinh Tinh à, anh mong cả nhà chúng ta có thể bên nhau vui vẻ. Tinh Tinh à, em và Thần Thần đều là người thân nhất của anh. Chuyện của lúc trước anh mong là chúng ta đừng có tính toán là ai đúng ai sai, đừng có nhắc nữa có được không? Em sao vậy? Không vui sao? Đâu có. Sao em lại không vui kia chứ? Chỉ là em đang suy tính. Phòng lúc trước của Nhiễm Nhiễm bây giờ đã là phòng của Thần Thần. Em kêu Thần Thần dọn ra hay chuẩn bị phòng khác cho Nhiễm Nhiễm về ở đây? Mấy chuyện này em cứ quyết định đi. Nhiễm Nhiễm mà. Dạ. Sau này chúng ta là người một nhà. Bất kể con có chuyện gì hay mẹ con có khó khăn gì, nhất định phải nói cho dì biết. Dì sẽ cố hết sức để giúp cho hai người. Dạ thưa dì. Từ giờ trở đi dì có thêm một đứa con gái là con rồi. Còn nữa nha, dì sẽ là mẹ của con. À, được rồi, cho dì ôm một cái. Dì nhớ dì gìn sức khỏe nha. Được rồi, dì đi đây. Được. Con trai, từ giờ trở đi nhanh tay nhanh chân, trong vòng nửa năm phải kết hôn cho mẹ. Con biết rồi. Được rồi, dì đi trước nha. Dạ, tạm biệt dì. Tạm biệt. Tôi từng nói với anh đó. Tạm biệt dì. Ăn bữa cơm gì chứ? Đây rõ ràng là hồng môn yến. Tiếng còi vang lên có mình tôi xông ra trận thôi. Đầu đã nói yểm hộ mà. Cùng tiếng cùng lùi anh hứa đâu. Anh kỳ cục thiệt luôn á. Thôi thôi được. Nhập rồi cái gì vậy? Có gì thì về nhà rồi nói. Nhiều người nhìn lắm. Thấy chưa? Anh là định lừa tôi đó hả? Hà Nhiễm Nhiễm, giờ cô là đứa con dâu sáng giá trong mắt các bà mẹ có con trai đến tuổi kết hôn trên toàn thành phố này đó. Cô tưởng bữa ăn sáng này là mẹ tôi tùy hứng sao? Căn phòng mà mẹ tôi chọn nhất định phải đi qua cả cái sảnh. Lúc tôi đi ngang qua đã thấy có rất nhiều cô chú mà tôi quen biết từ nhỏ. Bắt đầu từ giờ đến trước lúc cơm tối, tin hai nhà chúng ta liên hôn chắc là đã lan truyền khắp giới nhà giàu rồi. Thiệu Minh Triết, chắc không phải là anh muốn kết hôn với tôi thật đó chứ? Dù sao cô cũng phải tìm người hợp tác. Loại người như Thiệu Khải cô cũng muốn lấy. Lấy tôi chắc cũng không tệ lắm đâu. Vậy cô gái Nhiễm đó của anh thì sao? Anh không đợi nữa hả? Nhiễm cái gì? Tôi đã nói đó chỉ là câu chuyện thôi mà. Chúng ta đừng sỉ nhục IQ của đối phương nữa được không? Được. Thí dụ chuyện đó có thật, ai mà không có quá khứ chứ. Tôi còn không quan tâm anh hưu của cô. Cô cần gì quan tâm cô gái Nhiễm của tôi chứ? Trong vở kịch tình yêu của tôi và cô, chắc là có thể chứa được nhiều nhân vật hơn đó. Cái đó tôi nghe được trên TV, không phải là chuyện của tôi. Cậu? Cậu ấy? Tôi. À, chú à, chú dám mà trước mặt xem thường tôi. Nếu như hôm nay không để chú xem thực lực của tôi thì chú đừng hòng đi. Chú xem đi. Quyển thì do cậu thiết kế hả? Do thầy của tôi thiết kế. Nhưng mà phối đồ thì do tôi phối. Nè, nhìn cái nón này đi. Đôi giày này á và cả khăn nữa cũng đều là do tôi phối hết. Còn nữa nha, anh xem cái này đi. Những mẫu này á đều là do tôi làm. Đó hoa này, bông tai này, đôi giày á đều là do tôi làm hết. Chú đừng có thấy tôi á chỉ có cửa hàng này, tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình là một nhà thiết kế hết. Vậy tức là cậu chưa từng làm qua sản phẩm thật có đúng không? Có thể nói là như vậy.
Ấy, nhưng mà ở đây á, anh có thể tìm ra nhà thiết kế thứ hai có ý tưởng thời trang hơn tôi á, tôi sẽ lập tức đóng cửa liền cho anh coi. Đúng vậy, ai mà không có lần đầu chứ. Không phải anh luôn muốn tìm một người thiết kế trẻ hay sao? Tôi nói cho anh biết nha, cậu ấy chắc chắn trẻ, chắc chắn mới mẻ. Đúng vậy, tôi thấy tôi và các chuyên gia chỉ cách nhau có một cơ hội. Chú à, chỉ cần chú cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ cho chú cả thế giới luôn. Hai người đó ha. À. Ê, lão đại, cô xem đi. Nhiễm Nhiễm à, vẫn là đồ ăn ở nhà hợp với con hơn phải không? Ừ. Bà hỏi con vài chuyện nha. Thật ra con có muốn đến công ty của bà giúp đỡ hay không? Ba à, ba, con không hiểu gì về việc kinh doanh hết. Kiến thức về kinh doanh không phải ở trường là học được đâu. Chỉ cần con muốn học, bà có thể tìm một thầy giáo giỏi cho con. Con không thể sống cả đời bằng việc vẽ tranh được. Ba, ba nghĩ con học tốt được không? Được chứ, sao lại không được? Con coi, năm xưa con bỏ phí năm lớp 12, liền tốn thời gian vài tháng vùi đầu học tập mà vẫn có thể thi vào trường đại học của thành phố mà. Lúc đó ba đã nghĩ con đúng là tài giỏi, IQ cao, là một nhà nghệ thuật thì thật đáng tiếc đó. À, con coi, công ty của ba càng kinh doanh càng lớn nhưng sức khỏe càng ngày càng kém. Em của con lại nhỏ như vậy, đợi nó khôn lớn có thể giỏi kinh doanh hay không rất là khó nói đó. Nhưng mà gia nghiệp của tập đoàn Hoành Viễn chúng ta cũng phải truyền vào tay người nhà chứ. Nếu như con chịu về thì ba sẽ cảm thấy rất vui. Ba. Ê, trước khi đồng ý với ba, ba còn một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Con dọn về nhà sống đi. Ba, ba không sợ là con và người đó ngày nào cũng gặp nhau lại gây gổ hay sao? Trước đây quả thật ba sợ con ở chung với Bành Tinh sẽ có xô xát. Nhưng mà hôm đó Bành Tinh nói một câu, bà ấy nói cãi nhau mới là người một nhà. Bà cảm thấy bà ấy nói rất có lý đó. Con coi, bây giờ bà ấy đã chừa phòng cho con rồi, con có thể trở về bất cứ lúc nào. Trước đó không phải là ba không muốn con về đâu, ba chỉ sợ con không chịu thôi. Nói thật lòng, ba chỉ mong ngày nào con cũng ở bên cạnh ba để ba có thể nhìn thấy con đó. Đến độ tuổi này rồi, ba không mong muốn gì hết, chỉ hy vọng người thân của mình có thể sống chung với nhau thôi. Được rồi, thật ra là con cũng muốn về đây sống từ lâu rồi. Như vậy thì con có thể chăm sóc cho ba. Chăm sóc cho ba hả? Được rồi, con chăm sóc tốt cho mình là giỏi lắm rồi. Ba cũng không biết con ở nước ngoài ăn những thứ gì làm cho con bị đau bao tử nữa. Ba nói nè, bao tử không tốt thì đừng có uống rượu. Hả? Con đâu có uống rượu. Con không có uống rượu sao? Con lừa ai vậy? Tối hôm qua ba gọi điện cho con là Thiệu Minh Triết bắt máy, con sai đến không thể nghe máy được. Nè, ba thấy Thiệu Minh Triết rất quan tâm tới con đó nghe. Con thì sao? Sao hả? Vẫn coi cậu ấy là bạn sao? Con vẫn chưa suy nghĩ nữa. Phải, suy nghĩ thêm cũng tốt. Đàn ông mà, không chỉ coi cậu ta tốt với con hay không, mà quan trọng nhất phải coi là cậu ta có tài hay không, có đạo đức hay không đó. Có đúng không? Ba còn nghe nói Thiệu Minh Triết đã về Thiệu Thị làm việc rồi, có đúng không? Con cũng không rõ, con rất ít khi hỏi chuyện công việc của anh ấy. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Tuần sau tới công ty và bắt đầu làm việc. Dạ. Ăn đi con. Ba ơi, ba ăn thịt đi. Được rồi, được rồi.
Tổng. Hạ Tổng kêu cô Hạ tuần sau đến công ty làm việc. Có vấn đề gì mà vẫn chưa thực hiện kế hoạch? Xin lỗi, bởi vì có một số vấn đề về trang thiết bị và bây giờ chúng tôi đang giải quyết việc này. Nhà xưởng trước đó không đạt tiêu chuẩn, cho nên chúng tôi vẫn đang tìm nhà xưởng mới. Các anh cần bao nhiêu thời gian? David, cậu nói tôi biết đi. Vì cần tìm ra nhà máy phù hợp quy mô của chúng ta lại có thể sản xuất số lượng lớn nên cần một chút thời gian. Nhưng chúng tôi đã có vài nơi dự bị rồi, vài hôm nữa thôi. Bao lâu thì mới có kết quả? Chậm nhất là khoảng 3 tháng nữa thôi. Được rồi, tôi chỉ cần kết quả tốt nhất. Hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Alo. Alo, tại sao anh lại tùy tiện nghe máy của người khác vậy hả? Đang ở chung với ba cô à? Đúng vậy. Nghe giọng cô tâm trạng có vẻ tốt đó. Sao vậy? Cô được ba cho cô ăn kẹo sao? Còn ngọt hơn kẹo nữa. Ờ? Ba cô kêu cô về nhà hay là kêu cô đến hoành diễn? Sao vậy anh cũng biết vậy? Tôi đoán đúng mà. Sao hả? Có một đối tác như tôi cảm thấy tốt chứ. Tôi phải chúc mừng cô, cuối cùng đã tiến vào chiến trường rồi. Nếu có tin tức của mẹ tôi thì đã hoàn hảo rồi. Chứ dù tìm thấy mẹ cô cũng chưa chắc có thể cứu vãn hôn nhân của họ. Nếu thực sự như vậy, cô có chịu không? Cho dù kết quả ra sao, ít ra thì tôi cũng đã cố gắng. Vậy thì tốt. Nè nè nè, giúp anh nếm thử đi. Được. Đây. Nào. Sao hả? Ăn cái này đã. Từ từ thôi. Cay quá. Thích món nào? Còn chưa ăn hết mà. Em không thích món này, to quá. Món này không thích ăn. Ba món này ngon hơn. Món này ngon nhất. Món này hả? Ừ. Món này là cà tím băm xào bằng mỡ gà đó. Ừ. Vậy anh định bán bao nhiêu tiền? Không lấy tiền, tặng kèm với cháu. Không lấy tiền? Ủa? Vậy anh định bán cháu bao nhiêu tiền? Anh kiếm được lời không? Kiếm không được nhiều, nhưng sẽ không lỗ vốn. Nè, Tô Mạch à, chuyện em làm người đại diện, em đã nghĩ kỹ chưa? Hôm nay Hoành Diễn đã gửi hợp đồng tới đó. Nếu em còn do dự, anh sẽ từ chối cả hai bên. Em nghĩ kỹ rồi, nhưng có Thiệu Thị. Nhưng hợp đồng của Hoành Diễn điều kiện rất tốt mà. Hơn nữa phong cách thiết kế sản phẩm của họ rất hợp với em. Anh đừng khuyên em nữa. Việc em quyết định sẽ không thay đổi đâu. Em thực sự không suy nghĩ thêm sao? Không suy nghĩ nữa, nhanh chóng ký hợp đồng đi. Thật hả? Ừ.